xuống được, thấy được cái đáy hang rồi. Còn nấc cuối cùng. Và tụi em thực hiện cái khám phá và thử thách này thì nói chung là tụi em đã suy nghĩ rất là nhiều. Tại vì cái hang động này là hồi trước là người ta là để là khu đào vàng đó. Nhưng khi mà có hai người đã chết trong đó thì nên là cái hang động này đã lâu lắm rồi không ai vô. Nói chung là mọi người dân kể là hai bố con ấy kiểu là đi nó không giống như người bình thường đấy, nên là từ đấy dân làng khiếp không ai dám vào đây nữa. Giờ tụi em đang bắt đầu vào, đường đi rất là khó mà. Bây giờ cái hang này đã lâu lắm rồi không có ai vô nên là bây giờ cỏ đã mọc lên tới đầu, nên là chúng em phải phát đi. Đây là một cái hố người ta đào vàng hồi xưa nha mọi người. Bây giờ đã bỏ hoang rất lâu rồi nên là cây cối đã che hết rồi, cũng không có rào chắn gì. Đi vô đây là rất nguy hiểm. Tụi em đã đi xung quanh khu vực này nhưng bây giờ là không nhớ cái vị trí của người dân chỉ cho tụi em là cái cửa hang là ở chỗ nào. Thì các em đi lượn xung quanh đây thì không thấy, nhưng các em đoán là cái hố lúc nãy em bảo mọi người chắc là cái hố đấy là cái đường xuống. Nên là bây giờ anh của em đang phát cái cho nó rộng ra để xem coi có phải lỗ này đi xuống dưới đáy hang không. Ở đây lại thêm một cái hố nữa mọi người ạ. Đây là người ta đào hình vuông như thế này, là người ta sẽ múc cát lên, người ta đưa lên trên đây và người ta đãi. Thực sự khó mọi người ạ. Tụi em đã đi xung quanh khu vực này nãy giờ cả nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy cái cửa hang đâu cả. Chị đã thấy biển rồi. Ở đây đi thì tụi em phải để ý xung quanh, tại vì ở đây có rất nhiều là cái hố để người ta đào vàng hồi xưa đấy, đã đào vàng nên là tụi em phải hết sức cẩn thận đi, không để ý là lọt xuống hố là coi như là xong luôn. Ở đây cũng có một cái cửa hàng nhưng mà cái này ngắt, này ngắt cụt rồi. Vẫn phải đi, chưa thể kiếm được. Em đã thấy cái cửa hang mà cái cửa hang này nó rất nhỏ, nó chỉ tầm khoảng bằng cái thùng phi thôi, mà ở dưới hang này rất là sâu, nó chạy xuống tầm khoảng mười mấy mét, xong là tụi em phải chui vô trong đấy. Bây giờ em bắt đầu cuộc khám phá cho cái hang này. Anh của em đã xuống trước và bây giờ em xuống. Thì bây giờ bắt buộc em đi là phải buộc dây vô người, tại vì cái hang này rất nhỏ, ở chui xuống dưới là kiểu là nó ở dưới là nước. Mọi người nói là ở dưới đây hồi trước là một nguyên một cái hố nước luôn. Nên là tụi em phải đề phòng, là tụi em phải buộc dây vô người, cái có gì là tụi em sẽ giật dây. Và em của em hiện giờ ở trên này là sẽ để ý dây. Em sợ là khi mà trời mưa xuống thì tất cả nước ở trên, từ trên đỉnh núi và ở dưới đồi này là nó tràn xuống hết xuống dưới đây. Buộc dây vào người đấy. Rất là nhỏ, em phải thẳng tay lên để mới thấy được. Đây mà. Ơi. Đi.
thu lá trong trong cặp đang còn một buộc dây vào người đi. Từ từ để anh buộc dây. Không, dây vào tay cũng được. Chắc anh phải buộc vào người thôi. Em phải dùng dây để buộc vào người. Đây, anh này rất đau dưới đằng đang đi trước. Và dây em đã buộc vào người mọi người. Đây là đầu lên. Để em bắt đầu đi xuống nữa. Hôm nay thì ở đây hiện tại là toàn là đá không. Hôm nay thì báo sao không lên được. Dây bị mắc kìa rồi. Dây bị mắc rồi. Bây giờ là phải đi theo kiểu này thì mới đi được mọi người. Phải nằm ngửa ra như thế này. Bắt đầu lách. Đây mọi người. Cái quách nó nằm đây. Hai người em hơi to con nha. Đây rộng hơn chưa? Hai ngách cua này. Bớt người đợi, đợi đi. Mắc kẹt chưa? Tại sao là không thể thoát ra được như thế này, thoát sao được anh? Đừng không nói kể cả cái hang này mà nếu mà nó không ngách cua như thế này thì còn cũng chưa chắc đã ra được chứ huống chi mà đời nước tràn vô không thể kịp chữa tay được. Tới đây là phải đào thêm đất để vào, để nó chui vào. Tại anh người nhỏ nên nó đã vào trong được, chui vô trong được. Nên là bây giờ mới móc đất để cho em bắt đầu chui một cái mấy chỗ mới đào để bỏ xuống dưới. Đây là trước làm cũng đập đi, bây giờ không, vẫn chưa lọt được người em anh ạ. Cái cát này không chưa lọt được người em mới vô cái đầu thôi. Anh phải móc ra cho em vô nữa. Mới chui được cái đầu thôi, người em to. Các em đã xuống được, thấy được cái đáy hang rồi. Còn nấc cuối cùng. Dưới rộng chưa? Bây giờ đấy, em sẽ xuống. Anh của em đã xuống rồi. Bây giờ em sẽ vô. Phải nằm nè. Đây toàn đất sét thôi. Ở đây nè. Cuối cùng của anh em. Đất ở đây tại sao là toàn là cứu rồi. À cái đây là nước nó vô đây mọi người. Rồi nó tạo thành một cái lớp đất màu đen đất sét này. Thành chú bao nhiêu này.
hơi ngộp thở mọi người ạ. Hơi rất sâu. Càng đi là càng sâu. Chưa thấy cái chỗ rộng bên tại sao người ta được đọc đầu vàng được ta. Như thế này thì bảo sao mà hai bố con của bác ấy là đi không thể ra được. Đi đầu vàng này đi lúc trời đang mưa như thế này thì đi làm sao được. Anh đang đợi em ở phía trước. Em sẽ đi theo sau. Tại vì kinh nghiệm của anh đi ở những cái hang nguy hiểm như thế này thì anh có kinh nghiệm hơn. Kiểu như anh vào đây chơi thôi á. Anh bảo với em là hồi nhỏ thì anh thích cái kiểu cũng thích khám phá nên là hồi nhỏ là có vào, chứ bây giờ tính ra là mười mấy năm rồi anh không vào. Từ khi là cái tin của hai cha con nhà bác đấy đi đào vàng bị chết dưới đấy thì không ai dám vào nữa. Đây là cái lũ đang sắp hình thành nha mọi người. Hải đang tham thính. Còn sâu lắm mọi người. Đi đào hang đi đào vàng hồi xưa cái thời đấy là cũng kiểu là đi đào trộm nên là thường hay vào những cái hang này như thế này. Thì mọi người không thấy con gì đấy? Chôm chôm. Chôm chôm này mọi người. Anh của em đang đợi em dưới. Lần xuống dưới đấy rồi mọi người ạ. Đây chết theo cái vài người ít này. Đây là chỗ của ông già. Ông mắc kẹt vào chỗ này. Là ông bị nước ở trên nó xuống không lên được. Là cái chỗ này là ông của ông đấy, là chỗ này là chỗ của ông. Có con rồi. Của dưới. Dưới này. Ở dưới này. Vậy cái này là mình gần tới đấy chưa anh? Gần tới đấy rồi đấy. Có nghĩa là hai bố con hai bố con trèo không kịp đúng không? Lên không kịp là nước nó tuôn mạnh quá là ở đây ông mắc kẹt ở đây này. Đấy. Cho mọi người xem ở đây là mắc kẹt ở đây. Có nghĩa là ở đây cái đường hẹp quá lên nước nó chốt xuống thì không thể ra được. Nước nó cái này mình phải cẩn thận nha. Như thế này, hang động như thế này thì làm sao mà sống sót được khi mà nước nó tràn xuống được. Đúng mà. Thế này là chắc chưa tới đấy đúng không? Nó là chắc nó phải đang còn một cách ở ngách kia nha mọi người. Ngách kia đang xuống nữa. Đây là chỗ con đi là ở chỗ nào? Đây là chỗ con ngọc nước ở đây. Bố thì mắc kẹt trên đấy. Đây. Cái lỗ hang này là đi xuống nha mọi người. Bởi vì nó quá chật. Mấy cái lỗ này là người ta làm gì ta? Đâu chỗ con đâu? Chỗ con đấy, ngập ở đây. Ở đây luôn à? Có nghĩa là chắc lên con đi tới đấy rồi, nước nó đẩy xuống đây, ngập lụt ở đây. Có nghĩa là chắc nước tràn nhiều quá là bắt đầu là đúng ông rồi. Bố chạy đi lên trên đây là bắt đầu nước đẩy quá. Xuống tới xuống. Đây là nước lúc ba bốn phía này nó tuôn vào trên dưới. Nước ngập như này thì làm sao bảo làm sao mà sống được? Nó mùa hay gì đây? Ừ. Đây đáng sao đẹp thế anh. Tự nhiên này. Như cẩm thạch luôn này. Có văn, có hoa văn luôn. Có trường có người đây đi. Ôi trời ơi. Ở dưới đây rất là rộng mọi người ạ. Ở dưới đáy là rất rộng. Nhưng dưới đáy là rất rộng. Thì đi chậm thôi. Ở đây cũng có một ngã ngách nên là mà không biết đi đâu. Dưới đây sao lạnh thế? Vẫn có không khí đấy chứ. Nó không ngột ngạt như mấy cái hang kia nhà, cái đường lỗ xuống rất nhỏ. Vậy chắc chắn là ở đây là vẫn còn cái cửa, có một cái chỗ thông gió nào đó chứ anh nhờ. Em nghe đây. Đâu, cái gì đây? Cái gì? Cái gì? Ồ,
Chắc là đây là cái khu chỗ đào quá. Đây này, chỗ đất. Đất này à? Đất này là đất đào đúng không? Đất phẳng ấy. Quá rộng luôn. Cái đường vào thì khó khăn mà ở dưới đây thì nói chung mọi người ở đây là rất là đẹp. Trên kia còn một cái lỗ nữa kìa. Nó lắp bánh luôn kìa. Nhỏ lốt, đây là chỗ này đúng là ở được mấy nhà thì bên này thoải mái. Thì cái hang nhỏ như thế thì bảo sao mà chui xuống đây ít người, chắc là không có ai chui, chỉ có hai bố con thôi mà liều thật trời này. Đang bão mưa mà dám đi xuống đây. Xuống cái hang đào giỏi thật. Ở đây là cái gì đây? À, Omo chuyên nó sạch vết bẩn, nó trôi xuống dưới đây theo nước lũ luôn. Đầu vàng. Nếu mà anh em ta lượm được vàng có lấy không anh? À, dám lấy cũng hả? Sao mà dám lấy? À. Của người ta thì người ta cũng chỉ nhận thôi. Wow. Còn thẳng luôn. Mọi người em nghe nói là mọi người bảo là ở dưới đây là sẽ có một cái hố nước mà Hay là đi xuống dưới đáy này ta? Anh vừa hồi xưa cái thời gian đó là chắc là ông bố kể lại chứ anh làm gì trực tiếp ở đó đúng không? Ừ. Vậy thì dù mà mình đi đào ngách tài ngách bên kia thì sao mình biết được, kia mà giỏi nha. Khi thấy nước tràn xuống là cũng chạy ra tới đây rồi mới tử nạn thì cũng rất là giỏi rồi. Cái hang ở dưới đấy là hang chính. Hang này, đây là hang chối hang đầu vàng. Ừ, xuống đấy, cái hang này là hang chân này. Đây hai hang. Nhiều ngách. Giờ em với anh của em thì sẽ đi xuống ngay chỗ đáy để cái chỗ mà người ta thường người ta đáy vàng á. Để review cho mọi người xem. Bắt đầu đi xuống, đi lên xuống. Hang này rất sâu, nếu mà tính ra cả 100 mét không anh nhỉ? Rất trơn nha mọi người. Cái này rất cẩn thận nha, mệt đấy. Ẩm trơn, vừa gặp. Em xuống rồi. Cái đấy. Quặng này, em vừa đào phải lấy quặng. Này đất vàng à? Vâng. Đúng rồi, nó vào vàng này, đúng đất vàng này. Nhưng mà em không, anh em không sẽ không lấy cái gì. Tại vì nói chung là bây giờ cái hang này đó, thứ nhất là các anh cán bộ đó cấm không khai thác vàng. Thứ hai đó là bây giờ cái hang này nó nói chung là các em xuống thì các em cũng xin phép là chỉ có review thôi. Em không dám đụng chạm gì bất cứ gì dưới này. Nói chung là ở chỗ nào cũng có linh thiêng chỗ đấy nên nha. Mình không có dám được anh chị ạ. Đây là quặng gì đây? Này, quặng sắt này. Trời, hang đẹp thế nhỉ. Ngóc cách quá trời đẹp. Ồ, em mê nhất là cái mấy cái vằn đá hoa như thế này này. Đẹp thật. Cho mọi người thấy cái bụi vàng tự nhiên luôn. Bây giờ em cho mọi người xem nhé, em chỉnh camera lên, em thấy trên đầu này nè. Không biết là mọi người có thấy không, nhưng là em đây là em soi nó lấp lánh luôn. Không biết là mọi người có thấy không, nhưng ngay chỗ ánh đèn của em đó. Thấy không, cái này là bụi vàng này. Mà cái cát đấy, có cá rơi ở đây nữa. Nước ngập thế mà rơi vẫn sống rồi ta. Này, mà vàng nhìn đẹp nhá. Ví dụ em mà đi dưới này em mà khám phá lỡ được vàng em lấy luôn. Lừa đấy, em không dám lấy đâu. Quay qua đây, qua đây. Đấy, ở đây nè. Vàng trời ơi. Em cho mọi người xem nhá. Anh ơi, anh cho mé cho mọi người xem này. Cho mé thôi cho mọi người xem nhá. Mé cái chỗ cái vàng thôi, vàng với lại cái quặng lấp lánh thôi. Em zoom hết cỡ rồi.
cái bên này là màu vàng, một màu vàng không bao sao là gọi là hang vàng đây. Đây là vậy là tụi em nó gần tới đấy nữa này. Đây mình bắt đầu có mạch nước chảy ra này mọi người, nước này chắc chắn là uống được. Em xin phép em uống nước trước, em khát nước lắm, em đi từ nãy giờ một quê em không có đem nước xuống dưới đây. Vậy là cái này chắc là đáy rồi. Chỗ này chắc là chỗ đáy rồi anh. Bên này nữa hả? Thôi, đi, anh em ta đi qua đấy cho mình xem. Mọi người ơi, ở đây là có cả bia Hà Nội nữa này. Em nhu yếu phẩm xuống dưới này luôn này. Mà là thời gian nó làm gì có bia Hà Nội nhỉ? Hay là nó mới trôi xuống? Đây nha mọi người. Đây là nước đây. Nước thì chắc là nước này là để đáy đây. Tụi em sẽ đi sâu vào trong đấy coi như thế nào nha mọi người. Cái hang này là nước rất là sâu. Hello. Hello, ai mời? Hello. Tụi em sẽ đi review cho mọi người xem. Nước có lún không mấy anh? Có lún không? Nước. Đẹp lắm mọi người ơi. Có lỗ. Cái gì đây? Quặng à? Hay là áo? Bắt đầu sâu dần rồi mọi người. Thì em sẽ đi qua bên đấy. Đây là ngay chỗ này với là đúng là khu đáy này. Đây đất cát không này. Ở bờ bên kia thì em thấy một cái ngách hang đâm thâu sâu lên trên nhá, rất là đẹp. Nên là em sẽ quay trước cái ngách hang này cho mọi người xem, xong rồi em sẽ xuống em sẽ review tiếp cái ngõ hang rồi. Cái hàng ở dưới đất, cái chỗ người ta đào vàng. Ngõ hàng này đẹp quá. Thấy em ngay giữa màn hình này được. Cái hàng này đẹp quá. Cái gì review cho mọi người xem. Đá này toàn đá tài mèo không. Xem này. Đã leo lên trên nhé, chỗ cao cao để review cho mọi người xem. Lấp lánh. Trời, đẹp thế. Dưới đây thì đá tay mèo. Cái đá này giống như quặng sắt nhỉ. Nóng lưỡng này. Em thấy khó thở dần rồi này. Thấy màu vàng cho mọi người. Đâu cho lên đây cho mọi người xem. Nhìn cái vũ thạch luôn. Cái hang động tự nhiên là như thế nào chưa đây mọi người này. Mọi người thấy chưa? Nói giống như là một cái đèn chùm luôn. Mọi người thấy cái bức tượng này giống bức tượng của Phật Đà không mọi người? Em thấy quá trời giống luôn này. Giống như một cái tòa xe nha. Còn đây này, mọi người thấy không? Lấp lánh luôn. Đây mọi người. Ở đây là một cái dàn lấp lánh đây này. Tôi phải soi rõ cho mọi người được. Đường đi thì hơi khó. Đây mọi người. Đấy, nguyên một dàn. Ở trong đây ngắt này nó này. Bây giờ em sẽ đi ngược trở xuống để em review cái cát đáy vàng cho mọi người xem. Mọi người ai mà mê kim cương thì nhìn cái này thì chỉ có thấy mọi người nó tự này. Nó
quá sáng rồi mọi người. Đây nó lại như một cục này này. Giờ em sẽ đi xuống cái ngách này, đi xuống cái chỗ đất đấy cho mọi người xem. Đây cho mọi người, đây là cái cát bảo vàng nha mọi người. Đây nha mọi người, đây, đây là cát để đáy vàng. Lấy xong bắt đầu xuống cái chỗ hố nước kia để đáy. Xem cái gì lắp đánh này kìa, toàn kim tuyến không nè. Đây mọi người, kỳ vĩ chưa, rời lắm thế. Chứng nhận là mình nể mấy người đầu vàng, mấy sự kiên trì của người ta này. Đây nha mọi người, đây là những cái kiểu mà nước nó rớt xuống là nó sẽ lâu năm thì nó sẽ tạo thành một cái lỗ như đá tổ ong này mọi người. Đó, mọi người thấy không? Wow. Mọi người ơi. Này phải vàng mọi người. Em không dám động nha mọi người, em chỉ quay thôi. Em không dám đem một tí gì lên trên cả, em sợ lắm. Chuyện tâm linh ở đây thì không thể ấy được mọi người. Đây nha mọi người. Ơi khoan, tiếng ai hú ta? Mọi người có người hú. Anh em ta kiếm đường ra, mưa, anh em ta kiếm đường ra đây, nhanh đây. Mọi người em xin phép là em bây giờ em sẽ quay ngược ra, bây giờ mưa, có người mới báo mưa rồi. Chắc là thằng gì ở trên đó, chỗ tụi em đó, em dặn là nếu mà mưa thì sẽ phải báo. Anh em ta quay ngược cho ta thôi. Mưa là tụi em sẽ không thấy ra được đâu nha mọi người. Khi mà nước nó ào từ trên núi xuống thì tụi em không thấy ra được. Đi ra thôi, nhanh nhanh thôi. Bây giờ đi về mới khó khăn. Dưới đây là một cái vực. Cái tiếng của mình thì giống tiếng phương Bắc anh nhỉ. Tiếng hú luôn nãy đây. Chắc là 4 điện đấy. Thấy trời chuẩn bị mưa đấy. Ê, cho mình được khó đi không? Em bắt đầu thấy khó thở rồi anh. Đi ngoài ra đúng không anh? Thì cố gắng nhanh để tranh thủ đi anh, cho trời cận mưa. Mưa đây không? Anh em mình dưới đây giống như hà có còn. Là chuyến theo đường cuối cùng của em đấy. Hướng nào nhỉ? Đây à? Đường nào đây? Chết à? Sao biết ai như thế này đây? Đúng rồi, là thằng gì nó kêu ôi đây rồi.
chắc là thằng em nó to con quá, nó không thể chui vào được, chắc là kêu thằng Bắc á. Đây bên nào, bên này á. Rồi mình bước vào đi. Ok. Đây, lên trên, lên trên. Ok anh. Kiếm chú nào, cột tay vào dưới. Em cứ đi ra trước đi, tranh thủ đi. Các anh sẽ đi ra sau bây giờ luôn đấy. Rồi, ok. Anh cầm đồ cho em. Anh em bằng đi nhanh hết sức có thể. Đang còn quãng đường khá xa đó mọi người ạ. Phải đi ra với tầm cả tiếng nữa. Cái đường nhỏ kia chui rất là lâu. Và em đã ra nha mọi người. Mày vừa sợ nữa. May mà trời bắt đầu chuyển mưa thôi. Thì thằng em đã kêu người vào để kêu tụi em ra. Chứ không mà để trời mưa nó thì thật sự với mọi người là tụi em chỉ có ấy thôi, không thể ấy được. Em cảm ơn các anh chị đã theo dõi video của em. Và em rất mong là anh chị cho tụi em một nút like và một nút subscribe để có động lực đi khám phá những cái hang động khác cho mọi người xem. Em chào mọi người. Đây em đi tranh thủ em đi về đây. Bây giờ em đang di chuyển bằng xe để về nhà mọi người ạ. Thì thật sự là đúng là cũng là may là có em nó xuống để kêu em lên, chứ không bây giờ trời chuyển mưa. Trời dưới này là chuyển mưa, chuẩn bị mưa rất lớn nè mọi người. Mưa rất lớn luôn. Còn nói chung nếu mà để nói về cái hang đó thì thật sự nếu mà để chết 2.000 người trên đó thì em nói chắc chắn là cái đấy là sẽ không thoát được nếu mà trời mưa xuống. Tại vì cái hang đó nó chia rất là nhiều ngách, thứ hai nữa là nó rất là nhỏ. Còn con đường mà để dẫn xuống cái đường xuống cái hang đó là rất là nhỏ, không thể. Khi mà mưa xuống là mình không thể nhanh được, mình không thể nhanh để mà mình chui lên được. Đó, nên là cái số của hai cha con chế cái hang đó là đấy là chắc là do số đã định rồi. Rồi em xin tạm biệt mọi người. Em cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em.